ngôi chùa ngàn năm tại Bắc Kinh, người làm việc ác sẽ không dám bước vào. Thành phố Bắc Kinh không chỉ là thủ đô mà còn là cố đô. 3.000 năm tồn tại đủ để minh chứng cho lịch sử và văn hóa lâu đời của thành phố này. Ngoài vô số những con hẻm không đếm xuể, nơi đây còn có hơn 1.500 ngôi chùa lớn nhỏ. Tất cả đều là nơi mọi người tìm đến tìm kiếm sự bình yên. Nhưng có một nơi được mệnh danh là ngôi chùa không dành cho những người sai trái. Thậm chí có người cho rằng chùa Bạch Bạo là một nơi chỉ dành cho ma quỷ. Bí mật nào ẩn chứa đằng sau ngôi chùa này? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Ba kiến trúc kỳ lạ trong chùa Bạch Bạo. Chùa Bạch Bạo nằm ở phía tây thủ đô Bắc Kinh. Ngôi chùa nghìn năm tuổi này được xây dựng từ thời nhà Liêu, tọa lạc tại Môn Đầu Câu. Chùa Bạch Bạo còn được gọi tên là chùa Thác Trắng, bởi trước đây nó được bao quanh bởi hai thác nước lớn. Khác hẳn với ấn tượng của mọi người về những ngôi chùa Phật giáo yên tĩnh, trang nghiêm và thanh bình, chùa Bạch Bạo có thiết kế rất đặc biệt, nên những người đến đây thường hay có cảm giác bất an. Rất nhiều tượng thần kim cang hộ pháp được đặt ngoài trời, tất cả đều to lớn với gương mặt vô cùng dữ tợn. Đối với người bình thường, nơi đây nhìn xa giống như một ngôi chùa ma quỷ. Vì thế có một thời gian, chùa Bạch Bạo đã bị mọi người xa lánh. Trong ngôi chùa này có ba nơi được thiết kế kỳ lạ và huyền ảo nhất. Địa điểm đầu tiên chính là Sa Thần Điện mà du khách sẽ được nhìn thấy ngay khi bước vào cổng núi. Nhiều người cho biết họ cảm thấy sợ hãi đến mức không dám tiếp tục bước về phía trước vì bức tượng mã đầu Quan Âm khổng lồ gần 100 mét đứng sừng sững trên mái điện. Bức tượng với những chiếc răng nanh dài cùng đôi mắt mở to trừng trừng, mái tóc rối bồng dựng lên tua tủa giống như quỷ La Sát đến từ địa ngục, khiến những người chứng kiến phải rùng mình sợ hãi. Mã đầu Quan Âm là một trong 8 địa ngục lớn của Phật giáo Mật Tông. Vì ngựa tượng trưng cho súc sanh trong lục đạo, nên đây chính là thân hộ pháp Minh Vương chủ yếu nhằm hóa độ súc sanh đạo. Địa điểm độc đáo thứ hai đó là Vân Lôi Các. Đây thực chất là một tòa lầu treo một chiếc chuông lớn nhất, nặng gần 60 tấn. Ngoài ra không còn gì đặc biệt. Nhưng nếu ngẩng đầu nhìn lên, một số du khách sẽ cảm thấy rất sốc bởi hình dạng của bức tượng trên mái đỉnh. Thiết kế này được lấy từ câu chuyện kinh điển về Phật Ngọc. Bức tượng vàng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng trung tâm, một tay chỉ lên trời, tay còn lại chỉ xuống đất. Tượng được bao quanh bởi 5 con rồng màu sắc sặc sỡ. Hai bên còn có 2 phượng hoàng khổng lồ tuyệt đẹp, tay nghề tinh xảo đến mức có thể thấy rõ từng chiếc lông vũ. Địa điểm thứ 3 chính là kiến trúc trên đỉnh pháp đường của chùa Bạch Đạo. Du khách chắc chắn sẽ ấn tượng bởi hình ảnh linh thiêng của Thượng Phật Tứ Diện, cùng tượng Kim Cang Hộ Pháp nằm ở vị trí cao nhất trên đỉnh núi. Khi đứng từ dưới đất nhìn lên, những bức tượng này tạo cho du khách cảm giác choáng ngợp cùng những nỗi sợ khó lý giải. Phong cách thiết kế tiên phong này rất hiếm được tìm thấy ở các ngôi chùa Trung Quốc. Câu chuyện Hòa Thượng Thiên Trúc, chùa Bạch Bạo. Tại sao chùa Bạch Bạo lại xây dựng nhiều tượng kim cương hộ pháp như vậy? Theo ghi chép, chùa Bạch Bạo được xây dựng vào năm 1101, đời vua cuối cùng của triều nhà Liêu. Vào thời điểm cực thịnh, chùa Bạch Bạo có hàng trăm tu sĩ với hơn 10 sân dưới, tổ hợp tòa nhà khổng lồ như thác nước và tháp thánh treo. Tuy nhiên, ngôi chùa đã bị phá hủy nhiều lần trong các cuộc chiến tranh, khiến nơi đây chỉ còn là một đống đổ nát. Đến thời nhà Minh, một hòa thượng tên là Thiên Trúc đã đến. Từ trong đống đổ nát, ông vô tình tìm thấy một tảng đá lạ, trên đó có khắc kinh Phật. Những dòng kinh trên tảng đá này dường như được tạo nên hoàn toàn từ tự nhiên, không có vẻ gì là do con người khắc lên đó. Ông vui mừng như tìm được kho báu và nghĩ rằng chắc hẳn nơi này phải có liên quan mật thiết đến Phật giáo. Vậy nên, ông đã quyết tâm xây dựng lại ngôi chùa. Khi chùa Bạch Bạo bắt đầu được xây dựng lại, ông đã chọn tảng đá lớn này làm nền của ngôi chùa, thể hiện niềm tin vào sự màu nhiệm của Phật giáo mà không hề biết câu chuyện đằng sau tảng đá này. Tương truyền, nguồn gốc của tảng đá hoàn toàn không hề đơn giản, bởi trên thực tế, ngôi chùa cũ ban đầu không phải được xây dựng bởi các nhà sư mà được tạo ra bởi một con ác quỷ để đánh lừa lòng tin của dân chúng. Nó thường tạo ra một số phép lạ để thu hút mọi người, nhưng cuối cùng bản chất quỷ quyệt cũng dần lộ ra khi con quỷ này lợi dụng tín đồ để làm vật hiến tế. Nhiều người bị lừa đến lễ chùa, nhưng cuối cùng lại phải bỏ mạng dưới bàn tay ác quỷ. Thời gian trôi qua, con người càng ngày càng không thể chịu đựng được,
nên đã hợp sức cùng nhau thiêu rụi ngôi chùa tà ác, hy vọng có thể đánh đuổi linh hồn ma quỷ. Tuy nhiên, con quỷ tinh danh đã ẩn mình vào trong một tảng đá, sau đó gây ra bệnh dịch bùng phát khiến cả làng phải rời đi. Phải đến 900 năm sau, vào thời nhà Minh, khi Phật giáo được xem là ánh sáng chủ đạo và Hòa Thượng Thiên Trúc cũng là một đệ tử trung thành của Phật giáo đã phát hiện ra. Vậy nên, tảng đá này được xem là đá Phật nổi tiếng trên khắp nơi và trở thành nền tảng của ngôi chùa vừa được xây dựng. Sau khi chùa xây xong, mọi người từ khắp nơi cùng nhau đến cúng bái. Nhưng cũng nhiều người biết về nguồn gốc của tảng đá Phật mà nhà sư Thiên Trúc dùng để xây dựng ngôi chùa, bởi vì tổ tiên của họ đã trấn áp con quỷ vào tảng đá ấy. Lúc này, Thiên Trúc mới biết đây không phải là đá Phật mà nó bị chiếm giữ bởi linh hồn ác quỷ. Không may là ngôi chùa đã được hoàn thành, không có cách nào để lấy hòn đá ra. Mặc dù nhiều người an ủi ông rằng câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, ma quỷ có còn sống cũng không thể làm điều ác, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy vô cùng uất hận. Không lâu sau, có một nhà sư kỳ lạ đến xin tá túc qua đêm. Bề ngoài người này khoác một bộ áo cà sa của tăng lữ, nhưng gương mặt của ông ta hoàn toàn không có chút nào giống đệ tử Phật giáo. Hòa thượng Thiên Trúc lập tức nhớ đến con quỷ bị trấn áp trong tảng đá. Nhân lúc người này không để ý, bèn trói ông ta lại và mang đi chôn sống. Tuy nhiên không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Mặc dù nhà sư này trông giống ác nhân, nhưng ông ấy thực sự là người tốt. Khi đi qua bất cứ nơi nào, ông đều cố hết sức để giúp đỡ người dân địa phương. Ngày hôm sau, một số dân làng đến thăm đại sư, nhưng không ngờ ông ấy đã bị chôn sống. Thiên Trúc biết mình đã phạm sai lầm lớn, xấu hổ đến mức gieo mình xuống ao sen tự vẫn. Sau thảm kịch này, chùa Bạch Bạo trở về dáng vẻ hoang tàn như trước. Trải qua hàng trăm năm chiến tranh loạn lạc, cuối cùng ngôi chùa lại biến thành một đống đổ nát. Sự thật đằng sau ngôi chùa đáng sợ. Chùa Bạch Bạo được gọi là ngôi chùa tà ác, liệu có phải do truyền thuyết kỳ lạ hay cách bố trí đặc biệt nơi đây? Đỉnh núi này là một nơi có phong thủy tốt nên đã được người xưa lựa chọn xây chùa. Trong những năm đầu của thời Trung Hoa Dân Quốc, một vị lãnh chúa đến chùa Bạch Bạo cảm thấy rất thích phong cảnh nơi đây, vì vậy muốn chuyển mộ tổ tiên về vùng đất quý giá này. Vì vậy ngôi chùa cổ lại phải gánh chịu một cuộc phá hủy với quy mô lớn. Sau đó dân làng đã cùng nhau xây dựng lại ngôi chùa Bạch Bạo, nhưng do tài chính hạn hẹp, ngôi chùa không còn giữ được vẻ rộng lớn uy nghiêm như trước. Vào những năm 1960-1970, chùa Bạch Bạo lại trải qua một cuộc tàn phá quy mô lớn lần thứ hai. Vạn Phật là một trong hai bức tượng duy nhất cả nước còn sót lại. Tượng Phật Đại Phật Như Lai Varokana đã bị phá hủy. Chiếc chuông đồng nguyên bản có đường kính đến 1,5 mét cũng được bán cho một công ty xây dựng. Chỉ còn lại một công trình được xây dựng trên hoàng thổ nhà Tấn. Bảo tháp Xá Lợi của Ngài Huệ Năng đứng một mình giữa đống đổ nát như âm thầm minh chứng cho vẻ uy nghi của ngôi chùa nghìn năm tuổi. Bảo tháp này là phần duy nhất còn sót lại còn nguyên vẹn của ngôi chùa Bạch Bạo, di tích văn hóa nghìn năm tuổi. Chúng ta ở thời điểm hiện tại vẫn may mắn còn được nhìn thấy chùa Bạch Bạo, chính là nhờ vào mối ràng buộc không thể chia cắt từ hơn 20 năm trước. Một ngày tháng 3 năm 1960, tại ngôi làng gần chùa Bạch Bạo có một cậu bé đặc biệt ra đời. Từ nhỏ, cậu bé này đã vô cùng thích thú và dùng hết khả năng của mình để tìm hiểu về Phật giáo. Và đúng thật là sự sắp đặt của định mệnh. 40 năm sau, cậu bé này đã trở thành trụ trì của ngôi chùa Bạch Bạo. Đó chính là thầy Huệ Năng, chung với tên Lục Tổ. Từ nhỏ, Huệ Năng đã có ước mơ tái thiết lại vẻ đẹp uy nghiêm của ngôi chùa ngàn năm tuổi. Kết quả của hành trình trong mơ sau gần 17 năm vượt nhiều khó khăn chính là chùa Bạch Bạo đã được xây dựng lại vào năm 2016. Chính vì lịch sử thăng trầm của ngôi chùa đã tạo nên những kiến trúc táo bạo mà chúng ta nhìn thấy hiện nay. Tượng Kim Cang Hộ Pháp với ánh mắt giận dữ được đặt khắp nơi ngoài ngôi chùa. Thậm chí, nhiều tượng trực tiếp được đặt trên mái chùa cùng nhiều bức hình chạm khắc kỳ lạ khác nhau. Điều này có liên quan đến câu chuyện Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Trước khi Thích Ca Mâu Ni thành Phật, đã có 5 con rồng bay xung quanh ngài. Những con rồng này sẽ trở nên dưới quyền của ngài. Vậy nên, ma quỷ đã cố gắng hết sức để ngăn cản. Quỷ vương thậm chí còn cử con gái của mình đến dẫn dụ Đức Phật. Vậy nên, con đường thành Phật vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Sự xuất hiện của Kim Cang Hộ Pháp cũng là để giúp cho Thích Ca Mâu Ni có thể thuận lợi thành Phật. Bên cạnh còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn là để những du khách đến hành hương
thoát khỏi sự quấy nhiễu của con ác quỷ dưới tảng đá. Trên thực tế, chùa Bạch Bạo cùng những bức tượng hiện tại cũng giống như huyền thoại của nó. Dù bên ngoài có vẻ hung ác, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim nhân hậu. Mọi người truyền tai nhau rằng, những người trong tâm chứa đầy ác niệm hoặc đang làm chuyện xấu nào đó, không muốn người khác biết, khi đến ngôi chùa này sẽ có một cảm giác lạnh gáy rợn người kỳ lạ, giống như có ai đó đang theo dõi nhắc nhở họ. Bạn có muốn một lần đến thăm ngôi chùa kỳ lạ này hay không? Hãy để lại một bình luận bên dưới để cho mọi người cùng biết. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.